머리 맞춰줄게. 기다려봐. 됐다. 잠깐만. nhìn giống Lý Mặt Sầu không? Nhìn giống Lý Mặt Sầu không? Ajumma kìa chị. Annyeonghaseyo, xin xin chào chào ông ông bà bà cô cô chú. chú. Anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều với anh Huynh nghỉ một bữa để đi cái gia hạn cái giấy visa cho Kiều á. Còn thời gian gia hạn nên hai đứa đi vòng vòng đi dạo công viên này nè, gần có cái chùa lắm nên Kiều kêu anh Huynh dẫn đi thử, cái đường công viên đẹp lắm luôn. Có cái hàng tre, có cái hàng tre cao ơi là cao luôn. Cái đường đi lên dốc mà hai hàng toàn là cây không. Ở phía dưới cũng con đường đi bộ. Cái công viên này là nằm trong lòng thành phố. Cái thành phố này là khác tỉnh với lại cái chỗ Kiều đang sống. Đây gần cái chùa nè, tới cái chùa nè nhưng mà không có được đi vào rồi ông bà cô chú ơi. Người ta đang làm thi công, người ta xây dựng thêm cái gì ở chứ trong á nên nó có cái ngăn cái rào này không có vô được. Cái chùa này tuy là nhỏ nhưng mà đẹp lắm. Người ta làm theo cái phong cách ngày xưa, cái nhà Hàn Quốc ngày xưa không có vô được rồi. Bữa nay đi không có ngày ngày. Ủa, ở trên đây có cái chòi đẹp quá trời nè. Cái này nhìn nó không phải là cái chùa đâu nghe ông bà cô chú ơi, cái này là cái chòi của Hàn Quốc á. Ở Hàn Quốc có những cái công viên hay có những cái chòi nhỏ, chòi to. Cái này chắc là chòi to nè, cao nè. Ô mấy tầng luôn, đẹp quá, đi lên thử coi. Chân cha hai nên cây sống chân nha. Có cái chỉ là cái chỗ nghỉ mát thôi mà tới 3 tầng lận. Cái này giống như là mấy cái phim Trung Quốc á, người ta hay luyện công phu rồi, như cái cung phu bèo của hôm nó giữa kia. Mà chứ thôi đi lên tầng cuối cùng thử rồi coi nó ra làm sao. Mất chi mất ha cá vậy kia tôi tệ chưa mà chứ mà xin chưa rằng cả chị vậy kia chứ ở trong lòng thành phố nên toàn là chung cư không à. Thì kia xí tiền này là thả ba thừa. Cái gì? Ừ, ta ba thừa. Chút tôi. Thật chị. Thật chứ này. Siêu này. Siêu. Chính chú thù. Đang siêu này. Chính chú thù. Thua đi vào ba chặt ba hè. Tính từ thời điểm mà Kiều với anh Huân quen nhau á, thì mới có được 3 năm mà. Nhưng mà khi kết hôn á, thì chưa được 2 năm nữa à, năm sau, tháng 1 năm sau mới được 2 năm. Nên ở Hàn Quốc á, khi kết hôn á, thì mỗi năm thì chồng sẽ gia hạn cho vợ mà người nước ngoài giống như Kiều vậy nè. Mỗi năm là gia hạn một lần, có khi là một lần gia hạn thì được 2 năm nữa. Tính từ khi kết hôn á, mà sống với nhau từ 2 năm trở lên á, thì mới được đăng ký nộp hồ sơ rồi thi quốc tịch.
mà thi thì đủ thứ tùm lum tùm la thủ tục này nọ nữa. Cho nên bây giờ Kiều phải đợi tới năm sau, đủ năm đủ tháng mới đủ điều kiện để nộp hồ sơ để thi quốc tịch. Nên bây giờ thì anh Hun phải đi gia hạn cho Kiều. Còn sau này nếu mà thi đậu quốc tịch thì anh Hun không cần gia hạn nữa. Ở trên thành phố này mát vậy thôi, nhưng lúc nào cũng nghe cái tiếng búa rìu xây dựng á, nhà chung cư nè, rồi tiếng xe ồn ào lum lá chân á. Còn ở dưới quê á, nông thôn á, thì lúc nào cũng yên bình á, có mấy cái chòi cao cao như vậy nè, lúc nào cũng yên bình hết trơn, gió thổi rồi chim kêu rồi không có người vậy trơn á. Khác nhau hoàn toàn luôn. Yakishikone no mu thương hè chưa? À, tôi suy nghĩ anh nè. Chưa dung hè. Yogi Yorokachi Phung 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 Cha tông cha hào cố su ri Mùi chí Ma thử mạnh tư đưa hào cố Apartment mạnh tư đưa Apartment mạnh tư đưa Apartment. Cái ở đây làm chung cư á, là lúc nào ra ngoài đường cũng nghe tiếng ồn hết trơn á. Còn mà ở dưới quê á, trời ơi nó yên bình. Đi ra ngoài đường á, có lúc không thấy người luôn á. Chị cô này bật cái khăn nên sẽ ra bột nhìn thế. Cười chưa? Khi này sao ra bột chị. Đúng là hoàn toàn khác luôn. Cái cối cây này nó chuyển màu nhìn đẹp quá. Ở bên đây thì chưa có chuyển. Cây lá đỏ nè. Ngày xưa trước khi qua Hàn á, chỉ nhìn được mấy cây này trong phim Trái tim mùa thu thôi. Nó có hình dạng như vậy nè. Nhìn dễ thương nha ông bà cô chú ơi. Nó đang chuyển dần sang màu đỏ nè. Cái hình nó đẹp ghê. Hình giống giống như là ngôi sao năm cánh vậy. Tâm phung nằm vậy. Tâm phung nằm vậy. Cây lá đỏ ở Hàn Quốc gọi là tâm phương nằm liền. Ô, ở trên đây chuyển màu nè. Bánh canh xét hết tờ. Sao mùi à? Sao mùi xuân nè? Sao mùi? Sao chắc? Đang mùa lá rụng vào mùa thu luôn. Chừng nào mà gần cuối mùa thu á, lá nó bắt đầu vàng đỏ hết. Là rụng từ từ ra. Wow, cái này cái chỗ đẹp tay. Ừ. Đây cái này cái gì cả. Ừ. Mà chứ. Đi đường thẳng không đi in hôn đi đường đó. Anh nói đi đường đó đẹp hơn. Mà chứ. Ý cái em nhìn nhỏ một dịp bao chỗ. Do cái lá trên đó nó chuyển màu đẹp ha. Hấp cái xem mình dịp. Sắc đẹp ta. Cái này là bắp à? Bên đó. Bên đó nhìn cái cỏ người ta trồng cũng đẹp nữa. Cái cỏ nhìn giống như là rau hẹ ấy á. Cái cỏ này thật ra là cũng có thuốc ở trong đó nữa đó. Người ta trồng ở thành phố thì đẹp, nhưng mà ở quê á, là mẹ chồng của Kiều á, là ngày trước á, trồng cái này nè, là người ta làm thuốc á. Xong á, cái mấy cái con gì con nai trên gần trên núi á, nó xuống nó ăn hết trơn luôn. Dịp bữa ta phu hoa nương tây dịp mình đấy. Phu chị tốt cả thể. Có một cái cây lá vàng nè. Ở đây không phải tất cả các cây nào đổi màu hết, chỉ có cây ưng hen, cái hen ngăn hàng.
Cái cây ngân hàng này đổi màu vàng đẹp ghê. Nè, có hình ghế quạt nè, chắp lại gì thành cánh bướm. Body aku tak suka. Body, body kan. Body kan. Body kan. Body kan. Ah, toh, an, jangan mal. Jadi kita, maca juga. Maca juga. Kita deba. Kita deba. Data, jangan mal. Nhìn giống Lý Mặt Sầu không? Nhìn giống Lý Mặt Sầu không? Achuma kìa chị. Bây giờ hai đứa vô quán ăn cơm. Này là mấy cái đồ ăn nhỏ nhỏ, hôm nay là ăn cá chạch, canh cá chạch đó. Okay. Hai đứa đi dạo vòng vòng công viên xong thì cũng sắp đến giờ hẹn để gia hạn cái visa cho Kiều á. Ý là hai đứa chuẩn bị đầy đủ hết trơn á, đến sớm á mà khoảng cũng phải đợi một tiếng đồng hồ, tại ở đây người nước ngoài đông dữ dằn lắm luôn. Cuối cùng cũng gia hạn xong rồi, nếu năm sau Kiều thi quốc tịch đậu á thì không cần gia hạn nữa, còn nếu mà chưa thi á thì cũng phải tiếp tục gia hạn vào mỗi năm như vậy nè. Cái này là kim chi nè, nhìn màu kim chi đẹp ghê luôn. Đây là đậu đen nè. Cái này nấm, nấm xào nè. Này ớt để mà mình bỏ vô canh cá chạch. Còn này là đậu tương, kim chi củ cải. Còn cái này là khô bắc là cái gì ta? Khô bắc là bí ngòi xào. Còn cái hành này để chấm đậu tương ăn á. Kim chi ngon không? Kim chi ngon không? Kim chi mà ngon là ngon á. Kim chi ngon. 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 Canh cá chạch ra rồi. Rồi nó sôi. Mọi người nhìn sôi nè. Cái canh này á là người ta cà cái thịt ra nè. Mọi người nhìn cái nước nó đặc đặc như vậy nè, là toàn là thịt cá không á. Ở hàng người ta ít có nấu nguyên con cho mình ăn, giống như là bỏ xương vậy. Ta cà ra hết, ta bỏ xương á. Cái này là nước này toàn là thịt cá không à. Cá chạch. Nấu chung với lại kim chi. Bỏ ớt vô. Tao chú cá. Anh ăn thử là ngon không? À, 괜찮아. 맛있어요? 괜찮아. 김치 좀 양 ngon nhỉ. 매워.
Phật mời xuống. Kiều thì không có trộn, Kiều ăn cơm riêng, ăn canh riêng, còn anh Hương hắn trộn cơm với canh luôn. Ngon. Kim chi ngon, kim chi gai, kim khờ, mà chẳng, mà sổ. Số đồ kim chi nè, ít hơn số kim chi à. Kim chi này không có tai nhưng mà ngon dữ lắm. Bà bác này làm ngon nè. Cái đậu tương này cũng ngon, thèn chăng tô mạch rồi. Dạ, hôm nay cái video của Kiều xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai chồng Kiều nha. Xin hẹn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn vào ngày mai.